Là một người vợ của cái ông chú này dưới mẹ của hai cô bé này, thì chú này nói còn tiền, còn bạc, còn tài sản thì vợ còn ở. Khi mà chú không còn tiền, không còn tài sản và không còn sức lao động nữa thì người vợ bỏ chú và không ở với chú nữa và theo tình khác và để lại một cậu con trai chỉ 4 tuổi thôi. Thì cái câu chuyện mà người vợ và còn tiền còn ở như thế nào, anh chúc mời sư. Mà chửi vợ mắng vợ chỉ có vợ chồng nói lớn tiếng với nhau là như vậy. Thì trong cái lúc trong Tết vợ tôi đi về là bữa mùng năm Tết, mùng bốn năm Tết là vợ chồng tôi có tâm sự với nhau. Thì tôi có nói với vợ tôi á là có người nói thông tin á là vợ tôi gặp người khác. Rồi tôi kể từ đầu cho cậu nghe. Thì vợ tôi về, tôi thấy vợ tôi ốm nhom nhách, tôi mới nói vợ chồng nằm mà, tôi nói ba thương mẹ lắm, thấy mẹ như vậy á ba sốt ruột lắm đó. Mà ba nghe người ta nói đó, mẹ có người khác, gặp quen người khác, đúng như vậy không? Hồi nào giờ 25 năm ba thương mẹ như thế nào thì mẹ cũng biết. Nếu mà mẹ mày mà thà gì nói thẳng, Xích vô đây chứ. mà nếu mà có người khác mà ba mà bắt gặp được thì ba chặt đầu. Trời ơi. Thì tôi có lời nói như vậy ha, là hồi bữa mùng năm Tết sức khỏe giờ tôi Sao chú hỏi nói con? bây giờ sức khỏe tôi Con cũng có như nhớ mẹ là không? đèn treo trước bóng. Trang Bây ơi, giờ bây giờ đó là chú, giờ con nói thiệt với chú á, là tội cho cái thằng nhỏ này. Thằng nhỏ này mới, con nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi, rồi mẹ con đi con nhớ không? Rồi con thương cha không? Con gái, vậy là mẹ con bỏ con. Hôm bữa là như thế nào con? Con nói là mẹ con đó là đi theo tình mới đúng không? Người ta nói làm sao mẹ con? Dạ là bữa đó là người ta điện cho ba con thì con có nghe được, Con nghe thì sao? người ta nói với ba con là gặp mẹ con ở trên khu vực nhà cũ ở trên Bình Dương á chú. Mà bữa đó con nghe là người ta nói là gặp mẹ con đi với ai á, là nhà của chú Cường. Rồi Vậy là tình mới à? nói với ba con á, là gặp mẹ con, nói mẹ con á, là chồng con cô ở dưới này đi kiếm cô ở trên này cô không về với chồng với con cô, cho coi chồng con cô khỏi cần phải đi kiếm nữa, cho chồng cô còn yên tâm dưỡng bệnh. Mà mẹ con, cái người ta nói với ba con á, là mẹ con nói để cho dưới này chết hết luôn đi. Con nghe nha, con nghe những lời đó mẹ con nói rồi con thấy sao? Con có đau buồn không? Dạ có. Trời ơi, sống mà nỡ tình nào. Ở đây anh Trúc được biết ở cả nhà, chú ở đây không thương chú thì cũng đã đành. Ở đằng này á, con bé này lớn á, thì cũng đã đành. Còn một cái thằng nhỏ này nó là vô tội. Vô tội, người ta nói mẹ nào mà chẳng thương con. Nói chung là thí dụ bỏ chồng, theo anh Trúc được biết á, anh Trúc bỏ chồng á chứ không bao giờ bỏ con. Nếu mà con bé này nè nó bự nè thì mình bỏ không sao, nhưng mà thằng nhóc này nó chỉ mới có 4 tuổi thôi, mà hỉ dụ mà chú nè, bây giờ là như đèn treo trước bóng vậy đó, muốn tắt giờ nào thì tắt, nửa đêm thí dụ chú mà đi rồi đó thì ai mà lo cho hai đứa nhỏ đây quý vị. Ở đây Thanh Trúc chỉ muốn nhắn gửi với chị á, thí dụ chị không thương chú này thì cũng đã đành, chú phải lo cho thằng nhóc này. Con nó đâu bao giờ có tội đâu cả nhà, con nó đâu có làm cái gì có tội đâu, nhưng mà bỏ nó anh Trúc thấy rất là xót luôn. Nhưng mà cho tôi nói tôi chết tôi cũng mãn nguyện. Tôi tức người vợ tôi rất thương yêu, tôi không đánh đập, không hành hạ, không hành hạ. Hồi nào giờ mà đã gieo đến quán cho tôi là quýnh vợ tôi là tôi. Chú ơi, sao chú xỉu rồi? Trời ơi trời, chú trong mình sao rồi chú? Có dầu sức sức dầu gái, trời ơi.
nói, lấy dầu sức khỏe con. Con kêu cha con coi. Điện bệnh gì? Ba. Trời ơi trời. Ba. Con sức dầu cha con coi. Có sao không chú? Ba. Chú tỉnh rồi kìa. Có sao không chú? Nó mệt. Mệt thôi. Chú ngồi vậy được không? Đã cha ngồi vậy. Trời ơi trời. Trời ơi. Chú ngồi vậy. Ngồi luôn đi. Ngồi quay ra đây nữa. Trời ơi. Con ngồi xuống cha. Ngồi xuống đi. Tôi giờ nghĩ người vợ tôi cái cảnh này, gái ngồi xin. Cái rồi, cảnh này giờ tôi không biết làm sao. Bây giờ chỉ còn phương đường. Dừng máy đi. Tôi nói con bây giờ bà không đi đứng được. Chưa bao giờ tôi ăn nói hai lời. Mẹ cũng biết cái tánh của bà. Có nói không thì thôi. Thì người ta nói ba như vậy, nhưng mà ba không cho ai biết hết. Thì ba tâm sự với mẹ như vậy thôi. Thì cái mùng 6 Tết thì vợ tôi bỏ đi. Vợ bỏ đi thì tôi mới dắt hai đứa là đi tìm một hai giờ khuya ở đây. Không có, mới dông lên trên Sài Gòn. Lên cái chỗ phòng trọ đó là vợ tôi mướn đó. Thì tôi dắt lên chợ ảnh. Thì người ta nói trả phòng nay nữa là gần nửa tháng rồi. Đó, rồi xong tôi mới dắt hai đứa nhỏ đi ra ngoài quán cà phê. Đi ra ngày mùa ở ba đó. Thì có cái quán cà phê bên đường vậy nè. Cái mới kêu đồ cho hai đứa nhỏ ăn. Rồi tôi uống ly cà phê. Nó ông dắt hai đứa nhỏ ở đâu? Nó đi kiếm vợ. Nói phải bà vợ mà đi đây đi đường là phải tên bà Nhung không? Thì tôi ngày hôm nay tôi không muốn cho con tôi biết. Mà không cho ai biết. Hãy tên bà Nhung không? Nói đúng. Thì người ta nói là cái cô giấy số á, cậu nói là vợ tôi trúng hai tờ giấy số giải 15 triệu mà cho cái cô giấy số 200 ngàn kêu đừng nói ai hết. Thì nói với tôi như vậy. Rồi xong cổ mới nói rằng là ông dắt con về đi, bà Nhung mới đi với bồ bả rồi. Rồi đi với nhân tình khác hả? Là không nói tiếng nhân tình mà nói là bà Nhung mới đi với bồ bả rồi. Đó. Thì tôi cũng không cho con tôi bất cứ ai biết hết. Là tôi muốn cái giữ gìn vợ chồng và đầm ấm. Để tôi muốn vợ tôi xây dựng lẫn nhau để cho vợ tôi hiểu. Thì ngày vợ tôi đi từ đó tới nay. Thì bây giờ mấy anh nói tôi nghe mà tôi ấm ức quá, tôi tức, tôi làm mệt, tôi bị tim nữa. Tôi mệt lắm. Thì tôi chỉ có một cái lời tôi nói hôm Tết là như vậy. Nếu thật sự mẹ mà có người khác thì rồi chú có nghe thông tin có ai điện về gì nữa không? Thì cái thông tin thứ hai nữa, cách đây mấy ngày con sát lại cha gái. Cách đây mấy ngày tôi có cái người bạn nói vợ tôi đi lên cái chỗ nhà cũ ở Bình Dương, Nghệ An của tôi đó. Thì chơi trên đó nhà của ông Cường. Thì ông Cường mới nói rằng là chồng bà đăng tin đi tìm kiếm bà. Sao bà không về, bà đi đâu? Thì mà vợ tôi mới nói là cho tụi nó chết hết đi. Trời ơi. Thì tôi nghe nói lại vậy, điện thoại nói tôi vậy. Rồi xong, nếu chú không tin tôi đưa số điện thoại hỏi chú Phúc. Tôi mới nhờ chú Phúc. Chú Phúc ơi, ra ngoài nhà chú Cường, vợ tôi có ghé đó không? Mà tôi nghe một cuộc điện thoại nói là cho tụi nó chết hết đi. Đó, thì chú Phúc nói là chú Phúc đi ra rồi chú Phúc hỏi đó. Thì nói chung là vợ tôi không có ở đó ghé đó. Là cũng không có. Là một cái. Cái thứ nhì là chú Phúc hồi hôm Tết vợ tôi mùa 28 Tết á, là cũng như là anh em ruột này nè, ghé ăn uống chú Phúc đãi ăn uống á, là có uống hai lon bia. Là chú Phúc mới nói rằng là như vậy, thằng Bình á nó mạnh khỏe, nó lo cho tụi mày đầy đủ, không thiếu một cái vật chất gì. Ở đây ai cũng biết, nó lo cho tụi mày xe tay ga đầy đủ, nhà cao, cửa rộng, máy lạnh đầy đủ.
tụi mày ăn ở không sung sướng. Thì bây giờ thằng Bình hôm nay nó đổ bệnh xuống, thì tụi mày có sức khỏe, nó không làm lo được thì tụi mày phải làm lo cho nó. Là lời của chú Phúc nói với tôi như vậy. Vậy là còn sức khỏe và có tiền thì còn ở trong nhà. Trong khi đó chú này hết sức khỏe và hết tiền thì người vợ bỏ đi và theo tình mới. Thì chú cởi ở đây là nói cái người vợ của mình thấy chú hiện tại bây giờ nói tóm lại là không có còn khả năng nữa, bỏ theo tình mới. Có đúng không chú? Thì đúng vậy. Thì chính là ở mấy chú không tin tôi, có mấy chú hỗ trợ tôi được đi lên trên chỗ quận 12 ấp 3 tổ 1 Nhị Bình thì hỏi mấy người giấy số ở đó đều người ta nói hết. Chú bây giờ mình di chuyển xích vô đây mình, chú hiện tại là chú bán đồ cũng hết luôn hả chú? Bán không còn gì. Trời ơi, tôi nói chú nghe ngày chú qua hôm kia thì nói chung không tiền, cũng mới bán gom đồ với chai đồ á, gom đồ bán luôn là để mua đồ ăn cho tụi nhỏ. Đây bên mới mua 100.000 sáng nè, bán được 100.000 mua đồ cho hai nhỏ ăn. Nhưng mà tôi bệnh, tôi từ hồi tối giờ. Sức khỏe của chú sao rồi? Yếu lắm. Hai giờ mình di chuyển hai giờ nữa. Yếu lắm. Dạ. Rồi tôi mới suy nghĩ, tôi nói với con tôi, nó thôi bây giờ bác còn nước thì bác còn tát, thôi bây giờ cha con mình đi bán vé số đi. Con kè ba tới chỗ góc nào ba ngồi ba bán số, ba lo cho hai đứa con được ngày nào hay ngày nấy, chờ mẹ con về. Bây giờ là tội là cho đứa nhỏ nè, nửa chừng mà chú mà đi rồi ai lo cho nó? Thì bây giờ đó là tôi chú chỉ cần... mình di chuyển vô một tí đi chú nghe chú. Chú ơi, bây giờ đó, nhà cửa là tôi nói không còn cái gì, thậm chí bán hết rồi. Thì bây giờ cha con á, nó bây giờ không lẽ mỗi cái xè tay xin người này tiền kia xin tiền rồi lúc nào giúp đỡ cho ba một hai lần thôi, ba bệnh hoạn. Bác cô đồ giúp đỡ ba nằm bệnh viện 4-5 lần rồi, ba đâu có miệng nào mà mở miệng mà xin hoài. Thì đó ba cầm giấy số ba bán để ba lo cho hai đứa được ngày nào hay ngày đấy. Chứ giờ đi bệnh viện thì cũng không có tiền. Con nói với chú gì nè? Mà con hai đứa nhỏ này như con thế nào? Mẹ con bỏ con không buồn không? Buồn hả? Con hỏi thôi, mẹ có thương con không? Con nói đi mẹ con nghe đó. Con nói đi. Con nói mẹ ơi tại sao bỏ con? Con nói đại chứ. Nói đi mẹ con sẽ nghe được đó. Con kêu mẹ con đi. Con kêu mẹ coi. Con kêu đi mẹ con nghe đó. Mẹ con tên mẹ gì con? Mẹ ơi. Nhìn đây nè. Kêu đi. Mẹ ơi, tại sao mẹ bỏ đi? Hỏi mẹ không thương con hay gì? Mẹ không thương con hay gì? Con nhớ mẹ nhiều không? Con nhớ mẹ nhiều. Con nhớ mỗi lần mà mẹ ôm con, mẹ chở, có chở con đi chơi không? Mẹ nói làm sao? Mẹ nói làm sao? Mẹ nói là con trai của mẹ hay sao? Rồi mẹ đi như vậy. Con biết mẹ con đi đâu không? Chị con nói nó mẹ con đi theo tình mới kìa. Ú, chị cũng lấy viên thuốc trợ tim ba Út. Kìa cho chú kìa, lẹ đi. Nửa chừng nó có gì. Đau dữ lắm hả chú? Đau. Tôi tức mà tôi đau. Thôi chú. Tim nhồi thôi lại rồi. Thôi chú. Lấy viên thuốc trợ tim lẹ ba Út. Lẹ đi Út ơi. Đi lấy thuốc cho cha, lẹ Út. Lẹ lên, thôi từ chú ơi, bình tĩnh chú ơi. Bình tĩnh đi chú. Không, tôi có sao thôi vậy? Không, bây giờ là đầu tiên là nói nha, cô đó thôi chú, bình tĩnh chú. Bình tĩnh, còn cố gắng để lo cho hai đứa nhỏ đó chú. Đây viên thuốc cho tim mà đeo. Kìa nè chú, Nước nào không? Uống được khỏi nước luôn đi chú. Uống vô đi. Kìa. Ra đây nè con trai, là chú Biểu nè. Em ngồi chú nè. Ngồi nè, ngồi trên giò chú nè. Rồi cho chú hỏi nè. Rồi mẹ đi gì đó, rồi bằng đêm có nhớ mẹ không? Ở đây quý vị, theo anh Trúc được biết á, chú này nè,
thì chuyện vợ chồng mà nói chung thì không vui, và bỏ chú thì Thanh Trúc đồng ý. Nhưng ở đây á, điều thắc mắc của Thanh Trúc á, con này còn nhỏ xíu nè, thằng này 4 tuổi nó có tội gì đâu. Nếu mà thường thường người ta bỏ đi á là người ta phải dẫn con theo, còn cái này bỏ con không thèm, thí dụ bây giờ nghe nói chồng á, chú này là có lỗi nè, thì mình ghiêng chuyện vợ chồng mà mình bỏ. Còn con trai này nó không có biết gì, nó như tờ giấy trắng như vậy đó. Nhưng mà người ta nói tôi, người ta nói ông dắt con về đi, bà Nhung mới đi theo bồ bả rồi. Ông bà ta nói người phụ nữ rất là thương con, thà bỏ chồng chứ không bỏ con. Ăn gao hay là khu quẹt, nước tương cũng không bao giờ bỏ con. Nhưng người phụ nữ này thì khác. Bỏ con chỉ mới 4 tuổi thôi. Trong khi đó, người chồng của người phụ nữ này thì bệnh không biết đi lúc nào. Khi mà đi rồi thì hai đứa bé này biết sống như thế nào. Người phụ nữ đành lòng bỏ con mình. Thì người phụ nữ này cũng nghe nói trúng được 2 tờ vé số xong rồi bỏ chồng mình đi luôn. Và hỏi chồng hỏi có trúng không, thì người phụ nữ nói không. Thì cái câu chuyện thiệt hay không, mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ. Mẹ bỏ ba đi đâu chứ sao mẹ bỏ hai chị em con. Thằng Bo nó còn nhỏ mà, nó biết gì đâu. Giờ lỡ đêm hôm ba mất đi rồi ai lo cho hai chị em con? Rồi đêm hôm ba mất rồi con biết phải làm sao? Mẹ mày trúng 2 tờ vé số xong rồi chồng hỏi có trúng không thì nó không, thì người ta nói là có trúng 2 tờ vé số. Mẹ mày nè, là vợ tôi tin Nhung, hồi nào giờ bên vợ ba chưa bao giờ phật lòng ai, mà ba đều giúp đỡ một tay ba lo hết, cái gì cũng dựng năm hết. Mà bây giờ á, ba ngã bệnh đổ xuống, bên vợ chẳng ai hỏi thăm một tiếng khỏe hay là không, chẳng ai có hỏi thăm hay là một cuộc điện thoại, chưa bao giờ có. Còn riêng em á, em quá tàn nhẫn đi, em quá tàn nhẫn đi. Phải mà anh không bệnh đau, bỏ đi, bỏ anh đỡ đành. Anh đau bệnh, em bỏ cũng được. Anh chích bờ chích bụi cũng được. Không nên bỏ con. Đúng rồi, đứa này nhỏ xíu luôn chú. Em nên suy nghĩ kỹ lại. Em sẽ gặp một ngày nào em sẽ gặp một cái cảnh mà thôi. Rồi con mai sau nó lớn lên nó oán hận mình là một cái. Cái thứ nhì nữa, em sẽ gặp người khác. Chồng mày đau ốm mày còn bỏ, con mày còn bỏ, nhà chi tao rồi người ta sẽ hành hạ em. Mà trong lúc anh là chồng là cha lo từ A tới Z, không thiếu một cái thứ gì. Mà anh ngã bệnh xuống em quá tàn nhẫn, em bỏ anh mà bỏ con người đi, em quá tàn nhẫn. Nếu như mà mọi người gặp mẹ con á, tên gì con nói mẹ đi. Con tên là Võ Thị Tuyết Nhung. Mọi người có gặp mẹ con khuyên mẹ con về giùm để lo cho em con nó còn nhỏ, giờ sức khỏe mà con yếu đi đứng khó khăn không có lo được cho chị em con. Ba con giờ ba con bệnh đâu có làm được tiền đâu mà lo cho chị em con. Dạ, con chỉ muốn mẹ con về á để giải quyết chuyện nhà cửa, rồi mẹ con nên chăm sóc cho em con. Chứ giờ con cũng biết phải làm sao nữa. Đành lòng quá ta, đành lòng mà người mẹ bỏ con. Dở hình lên cho quý bà cô chú được biết nha. Dở thầy học đây là người phụ nữ thì ở đây á, Thanh Trúc nói như vậy, chị xem thì chị về đi. Thứ nhất á, chị bỏ chồng chị thì bình thường, chuyện gia đình mà chồng con thì nói chung chị bỏ không thành vấn đề. Nhưng thứ nhất, cái đứa nhỏ này nó không có tội, cái thằng nhỏ này nè, trời ơi, Thanh Trúc lại mà nó ngồi trong lòng Thanh Trúc nè, không cưng muốn gì để mà bỏ được hết. Con nhớ mẹ con không, con biết hình này là ai không? Mẹ con hả? Thì tới hồi mà bạn tôi nó mới nói á, vợ tôi nói là cho chết hết đi. Trời ơi.
cho nó, tụi nó chết hết đi. Thì vợ tôi thì cái người với số người ta nói là nó dàn cảnh nó, mà tôi muốn chính miệng vợ tôi nó nói, tại tôi rất thương yêu vợ tôi không bao giờ quýnh đập bà, không hành hạ bà. Mà ở đây là một cái người, chú nói một người phụ nữ cấp chú còn sức khỏe thì có tiền, có của, có xe. Đúng rồi. Thì còn vợ, trong khi mà chú đã hết sức khỏe rồi thì người vợ quay đầu và bỏ đi, trong khi đó bỏ thì cũng đã đành. Bỏ hai luôn đứa hai đứa nhỏ nè. Hai đứa nhỏ nè. Tôi bây giờ đi đứng rồi đi không nổi. Mà bây giờ tôi suy nghĩ cha con vậy á, xe ta xin người này năm cắt đồng á, nó phải mà người ta cho hoài. Rồi thậm chí bà con ở sớm đây người ta bữa người ta cho bó rau muống, bó cải hay là hai cánh gà cho hai nhỏ nó ăn. Tôi cũng thấy tôi chịu đựng không được. Trước khi đây, cái người vợ của chú nè, thì chú đã biết là trước khi mà chú bệnh nè, thì nó hỏi chú đi làm á, thì chú chắc theo những cái người phụ nữ á, người ta những có cái tánh người ta lạ, chú phải biết chứ. Không, thì lúc đầu hỏi tôi đi làm, tôi không có cho. Nói thôi ở nhà câu cá lên này kia nọ, câu cá rô, cá đồng gì ăn đỡ sống đi rồi từ từ giải quyết. Thì mới nói ông ghen cái gì mà ghen, tôi không có bậy đâu. Rồi tôi đi làm để lo cho ông, cho con. Thì bà đi làm thì nói chung là không có 1.000 nào mà để lo cho tôi với con. Chỉ có hôm Tết bà về là bà mua cho tôi được đúng 100.000 tiền sốt, hỏa sốt, cái chân bị quế tử này thôi. Đúng 100.000. Còn ngoài ra bà trả nợ nần người ta lấy hết, 4 triệu bạc nó lấy hết, không có cái gì trong nhà. Nhớ mẹ nhiều không? Rồi, thương mẹ không? Tôi cũng tin tưởng vợ, tôi cũng kêu tôi đặt vé xe đi làm, tôi cũng đặt vé xe đi làm. Nhà đâu mùng 6 Tết trốn đi mẹ nó rồi. Là vợ bỏ ha? À, bỏ trốn đi mẹ nó rồi. Vậy đó mà con gái cho chú hỏi nè. Con sống với cha con nè, với mẹ nè, hôm bữa mẹ đi, mẹ có nói là quay về không? Chị em tụi con ăn, để chị em tụi con ăn cơm. Xong rồi là mẹ con đi luôn. Con thấy mẹ con để điện thoại ở nhà, con tưởng là mẹ con để ở nhà cho em con nó coi. Mà con, ba con cứ ra hỏi hoài là mẹ con về chưa. Con mới, mẹ con nói là nhờ người ta chở đi sinh việc, con mới chạy ra nhà của dì đó hỏi. Thì không có gì đó nhà, chồng có gì đó nói là chắc là mẹ con đang hưởng việc. Khoảng 6-7 giờ là về tới nhà thôi. Mà sau 10 giờ, ba con hỏi con mẹ con về chưa, con nói vẫn chưa, ba con lật đật, ba con đi kiếm. Con vô con lấy tấm hình mẹ cũng con ra cho chú rồi. Thương đợi gì, nếu mà tôi không thương vợ, tôi đi tìm kiếm cái gì? Mà nhưng mà đã bà bỏ chú rồi, chú tìm cái gì, chú bây giờ chú lo con chú đi. Thì không, tôi nói là hôm Tết kìa, nếu tôi đang đàn ông mà làm chồng làm cha mà lo vợ lo con, tôi nói không thiếu thứ gì. Bây giờ theo ăn sung mặc sướng đầy đủ, không thiếu cái gì mà tôi lại đổ bệnh xuống. Và trúng hai tờ giấy số xong rồi chồng hỏi có trúng không thì nó không. Thì người ta nói là có trúng hai tờ vé số. Tờ là 15 triệu, hai tờ là 30 triệu. Đây là tấm hình nè, con nhờ về, con muốn nhờ nè, nhờ cô chú anh chị nè, muốn tìm mẹ con như thế nào. Và con nói cho con nói đi lại một lần nữa đi, để cho mọi người được biết. Nếu như mà mọi người gặp mẹ con á, Tên gì con nói. Mẹ con tên là Võ Thị Tiết Nhung. Mọi người có gặp mẹ con, khuyên mẹ con về giùm để lo cho em con nó còn nhỏ. Giờ sức khỏe mà con yếu đi đứng khó khăn, không có lo được cho chị em con. Ba con giờ ba con bệnh đâu có làm được tiền đâu mà lo cho chị em con. Giờ con chỉ muốn mẹ con về á, để giải quyết chuyện nhà cửa. Rồi mẹ con chăm sóc cho em con. Chứ giờ
Con cũng biết phải làm sao đó. Đành lòng quá ta. Đành lòng mà người mẹ bỏ con. Con dở hình lên cho quý bà cô chú được biết nha. Dở thằng học gì? Đây là người của gì? Thì ở đây á, Thanh Trúc nói như vậy, chị xem thì chị về đi. Thứ nhất á, chị bỏ chồng chị thì bình thường, chuyện gia đình mà, chồng con thì nói chung chị bỏ không thành vấn đề. Nhưng thứ nhất, cái đứa nhỏ này nó không có tội. Cái thằng nhỏ này nè, trời ơi, Thanh Trúc lợi mà nó ngồi trong lòng Thanh Trúc nè. Không cưng gì mà bỏ được thiệt. Con nhớ mẹ con không? Con biết hình này là ai không? Mẹ con. Mẹ con hả? Mẹ con có thương con không? Thương là sao bỏ con? Con gặp mẹ rồi, ví dụ con gặp mẹ con muốn nói với mẹ cái gì con kể cho chú nghe coi. Nói với mẹ sao? Con nói với mẹ sao? Con muốn nói với mẹ sao? Con muốn kêu mẹ mua cái gì không? Con nói đi. Hả? Con muốn kêu mẹ chở con đi chơi không? Chở thì sao? Con kêu thì sao? Kêu mẹ thì sao? Kêu thì sao? Con trở lại. Nói chú nghe coi. Quý vị thì cái sự việc á, người đàn ông này mấy lâu nay tìm vợ, chứ một con bé đây cũng tìm vợ, tìm mẹ. Một con bé chỉ mới có 4 tuổi thôi, 4 tuổi hay 5 tuổi gắn? Chỉ mới 4 tuổi thôi mà người phụ nữ đành bỏ đi. Chuyện vợ chồng không biết làm sao. Nói chung thì bỏ chú này thì cũng đã đành đi. Nhưng mà đứa nhỏ này nè, nó vô tội. Tao nói mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng mẹ này thì Thanh Trúc nói một câu này xin lỗi nha chị. Chị không có thương con đâu. Nếu chị mà ông này, ông chú sống được chị bỏ mà. Nhưng con mình phải dẫn theo. Thằng này nhiều đêm mấy con bé này nó khóc quá khóc luôn. Thứ nhất chị quay về và chị ký tên cho chú nè, bán cái nhà đi. Thứ hai là còn đứa con của mình, đây là con ruột nè. Chú theo á, theo mà cái người vợ của chú nè, bỏ con chú và bỏ chú đó. Còn thí dụ thôi, chú suy nghĩ rồi đến với người khác có bỏ nó không, chú kể cho con nghe nè. Nếu mà theo như người đàn ông mình đó, yeah. Mà vợ tôi mê mà thi theo người khác á, yeah. Thì người đàn ông chồng mình không có mình, yeah. Không quyền của, không mà lo, không có mà hành hạ vợ con, thương vợ lo nhà cao cửa rộng, xe tay ga đồ đầy đủ, nhà không thiếu thứ gì, mà nay tôi đổ bệnh xuống, thì đổ bệnh xuống phải mà vợ tôi không biết, tôi không này đổ bệnh xuống, vợ chồng đang đồng lòng mà bây giờ đành bỏ luôn, bỏ đi luôn mà nghe nói mà phải mà khác. Phải nói là tôi đi làm thì có điện thoại tôi cũng không nói, cái này đi không lấy không điện về cũng không biết như thế nào, rồi bây giờ lại tôi nghe tiếng bạn bè nó nói, vợ nói gần với vợ tôi á, lúc lần bình đó nó mạnh khỏe nó lo cho tụi mày đầy đủ không thiếu cái gì hết. Mà bây giờ nó bệnh, nó đổ bệnh, nó nằm xuống, nó bệnh thì nó không còn sức khỏe nữa. Thì tụi mày có sức khỏe, tụi mày phải lo cho nó. Nhưng mà tôi đâu có ngờ vợ tôi 28 Tết đó, mùng 6 Tết xuống đi luôn. Bạn tôi mới nói, tôi mới biết chứ. Nếu mà đi làm á thì phải lo cho chú. Còn cái này không là bỏ, quánh mặt bỏ đi luôn. Quánh mặt bỏ đi luôn. Rồi chú suy nghĩ như thế nào mà người vợ mà bỏ chú như vậy? Bây giờ tôi suy nghĩ không còn cái gì mà tôi muốn chính thức miệng vợ tôi nó nói. Nói gì sự việc đã rõ rồi, chú nói cái gì biết, mà nói. Biết rằng là sự việc nó đã rõ vậy, nhưng mà tôi muốn vợ tôi chính thức về giải quyết hết chuyện. Thứ nhất, không còn thương tôi nữa thì về tôi ký giấy cho mà tự do. Thứ nhì nữa, ký giấy tôi bán cái nhà để tôi lo cho hai đứa này. Rồi tôi ra đi, tôi nhắm mắt tôi ra đi cũng mãn nguyện nữa. Mà theo mà người vợ mà bỏ chú như vậy, bỏ con như vậy, rồi chú suy nghĩ coi. Ví dụ mà đến với người khác rồi, người có bỏ giống chú gì không? Chú suy nghĩ coi. Tôi có chứ, chú tôi có suy nghĩ chứ. Sao? Trong lúc chồng mày lo mày tự không thiếu thứ gì, con cái vợ con không thiếu thứ gì,
Bây giờ tôi đổ bệnh xuống, bỏ đi như vậy thì sẽ gặp người khác thì nó sẽ hành hạ thôi. Chồng mày mày còn bỏ, con mày chút xíu đó còn bỏ, nhà chi tao, đúng không? Cái người đàn ông mà nó mà được cái lúc đầu rồi đó, tới hồi nó chán chê rồi đó, nó suy nghĩ mà bị đánh đập hành hạ rồi đồng đó, suy nghĩ trở về chồng con mình đã muộn lắm rồi. Rồi đâm ra con mình nó quán hận, nó ghét mình nữa, đúng không? Con ghét mẹ không? Ghét của gì? Mới 4 tuổi hỏi ghét mẹ không? Ghét nè. Làm sao mà ghét? Mẹ bỏ hay gì? Rồi chú cho con hỏi nè. Theo cái người vợ mà bỏ chú mà đi theo tình mới như vậy, nó quen người khác và mà còn sức khỏe thì chú lo cho đầy đủ, không thiếu một cái thứ gì, không thiếu một thứ trong gì. Khi mà chú đã nằm xuống rồi thì người vợ bỏ vứt áo ra đi, đúng rồi, chú thấy người vợ này chú hận hay là ghét hay là như thế nào, chú kể cho con nghe. Tôi thì nói chung tôi cũng có cái tấm lòng dự tha thứ hết, chứ tôi không có cái quán hận mà ghét cái gì. Thì bây giờ nếu mà thật sự vợ tôi nó có lỗi lầm như vậy thì thôi tôi cũng tha thứ cho vợ tôi, không cần phải lo cho tôi. Mà tôi tha thứ cho vợ tôi mọi sự lỡ lầm thì quay về lo cho có hai đứa nhỏ. Trời ơi, đi bây giờ là chú nói là lo cho đứa nhỏ thôi, chứ còn chú là không cần, đúng không? Tôi không cần. Mà mọi việc vợ tôi mà nó có lầm lỗi bằng sự thật, tôi tha thứ hết. Em cứ về mà lo cho con thôi, không cần lo cho tôi. Rồi tôi có đêm hôm lỡ tôi có chết rồi tôi cũng mãn nguyện. Bây giờ tôi nói thiệt với chú chút, ngày hôm nay tối giờ, ngày hôm qua tôi đã chèn nước, chích nước, thuốc rồi. Nhưng mà tối hôm nay hai cái giò tôi nó cứng, tôi đứng ra cho chú hỏi nè. Cha đứng. Con dạo này chú thấy hồi sớm cũng tiểu và yếu rất là nhiều. Con có suy nghĩ là một ngày con không còn cha nữa, rồi con sống với ai không? Con với em nè. Con kể cho chú nghe cả. Ví dụ như ba con không còn nữa rồi, con sao con xích ngay trước cho chú hỏi ngay. Dạ, tại vì bây giờ là đang ở quê mẹ, mà bé con thì ai cũng ở trên thành phố. Mà bây giờ ba con mất thì ở dưới này thì thương tưởng mấy người dưới này, nhưng mà ba con mất rồi thì không biết ai lo cho chị em con. Chú có nghe cái gì nè, nghe nói là ở bên ngoài á mà cho đồ ăn đồ á là cha con nói là không nhận cái thứ gì hết, có không? Có. Dạ có. Tại sao vậy? Cô chú người ta cho thì mình cứ nhận đi, lý do là sao mà con, ba con nói rồi con, tại sao vậy chú? Tại tôi như vậy, bên vợ tôi á, lúc tôi còn mạnh khỏe cái gì cũng dựng năm hết. Từ tôi nói ông từ ông về giờ ông còn sống mổ xẻ một tay tôi. Cái thời đó tôi nói là hai đứa này lỡ tôi đêm hôm tôi nằm bất chợt, tại vì tim tôi nó nhói hoài à. Với bây giờ hôm nay tôi yếu lắm. Yeah. Hôm nay mà là giò khẳng tôi nó cứng từ hồi tối tới giờ, nó cứng thầy tôi té hoài à. Tôi sợ tôi té bất chợt á, tôi đi rồi hai đứa nhỏ này như thế nào mà phi hôm rồi nó biết kêu ai gọi ai. Một vậy là bấy lâu nay á chú không có tin là vợ chú là bỏ chú, đúng không? Không, tôi không bao giờ tin. Nhưng mà sự thật là hiện tại bây giờ là nó như vậy rồi. Thì người ta nói tôi là người ta điện, người ta nói tôi là vợ tôi có người gặp người nào đó. Thì tôi thường nghe vợ tôi nói là tôi không có chuyện bậy đâu, ông chống tôi hai mấy năm ông không biết tôi sao. Thì tôi rất là tin tưởng vợ tôi, biết không? Thì cái lúc mà mùng 6 Tết là tôi dông vợ tôi bỏ đi đó, là đêm đó 1-2 giờ khuya tôi mới đi ngược lên trên thành phố lên phòng trọ vợ tôi mướn á. Thì người ta tới lên đó là sáng, người ta nói này là trả mười mấy ngày rồi đó, rồi mới tôi dắt hai đứa nhỏ ra ngày ngoài ngã ba cho ăn uống á, với tôi uống liều phê, người ta mới sầm xì. Thì tôi mới nói cái gì, ông nói ông phải là chồng của cô Nhung không?
nó đúng, dắt hai nhỏ đi tìm mẹ nó, mẹ nó đi thì nó cái cô giấy số á, cô nói á, ông bị bả giàn cảnh rồi, là bả tu bán cho bả trúng hai tờ giấy số, mỗi một tờ 15 triệu, bả cho tôi 200 ngàn. Bả kêu đừng nói ai hết. Vậy là người vợ trước khi ra đi trúng hai tờ vé số là không nói cho chú nghe luôn? Không. Trời ơi, hai tờ vé số không có gì có nói, mà bả nói là kiểu người ta lại đòi nợ đòi này kia thì nói là bả trúng, nhưng mà bả hô bả không có trúng. Thì nhưng mà cái cô giấy số bữa mùng 6 Tết á, là tôi dông lên đó, là sáng mùng 7 đó, là tôi dông lên thì cái cô giấy số đó cũng nói là tôi giấu hết, là không cho con tôi biết để nó đấm vào cái đầu nó, mấy không? Là nói chung là không cho suy nghĩ đúng không? Không cho suy nghĩ. Nói á, bà Nhung bả theo bồ bả rồi. Theo tình cha, theo cha, theo, theo nhân tình. Tình bồ bả rồi, nói bồ thôi chứ không phải là kêu nhân tình. Ông nên ông dắt hai đứa nhỏ về đi. Tôi nè, bả cho tôi tiền, tiền nè, tôi cho ông lại nè, dắt xe, dắt hai đứa nhỏ đi xe về đi. Là cái cô với số cổ nói. Rồi xong cái ông bán cà phê, ông mới chỉ vậy nè. Tôi muốn nói ông từ lúc đầu là, nhưng mà bà xã tôi bả cản mà không cho. Thì nói chung là vậy. Thì cái quán cà phê đó là sáng là coi như mấy người bán giấy số á, tụ tập đó uống cà phê rồi mới đi bán, thì đông lắm, ai cũng nói vậy hết. Nhưng thật sự ra là tôi giấu hết, tôi không cho con tôi nó biết, không cho ai biết hết. Nhưng vàng có 480 ngàn một chỉ, mà tôi mười mấy triệu, 20 triệu tôi lo mổ xẻ cho ổng được, là tôi tính là bao nhiêu tiền. Bệnh Đà Lạt tôi đi rước về, chết cũng tôi lo, bả mồ tôi cũng xây, một tay tôi làm á, bên anh em vợ tôi giúp đỡ á. Mà tới hồi tôi về đây, tôi chỉ ghét một cái là tôi không cho con tôi nó đi lấy đồ bên ngoài. Cái ngày đám giỗ của ông và vợ đó, tôi bị cái giò nè, tôi đi đứng không được. Tôi mới sai con bé này, con đi xuống đốt nhang cho ông ngoại, ba không có đi được. Tôi ghét là anh vợ tôi nó kế bên mà không nói tôi một tiếng. Rồi nói với con tôi, với nói với mấy người, nói nó đâu phải ông nội tôi, tao đâu mà tao đi rước nó, mà tôi đâu có kêu. Yeah. Là từ lúc đó mà tôi ghét, tại sao một tay tôi cái gì cũng tôi, cái gì cũng tôi, cái gì cũng dựng năm, chết cũng dựng năm. Anh vợ chết cũng dựng năm, cái gì cũng, tôi cũng lo hết. Mà là... bây giờ lại tôi mất con, tôi nói bây giờ bên ngoại con á, cái gì cũng ba, bây giờ cho một hộp gạo hay cho gì đừng bao giờ lấy, để mất công nó đó mình nghĩa. Của chú là thiếu nợ tình nghĩa của chú rất là nhiều. Rất là nhiều. Nhưng mà có người họ nói là, họ nói như gì nè, chú á là bên anh em ruột của chú, khi mà chú đã nằm bệnh viện rồi á thì người ta trở lại đó, người ta bỏ chứ không ai nuôi hết trơn. Ai bệnh không? Trong người ta nói gì đó. Ở đây không ai biết, đây con gái rồi. Có không con gái, người ta điện cho chú nói là ba con mà bệnh á, là anh em mấy bác á, trở lại bệnh viện bỏ là không ai nuôi. Một tay là cô bác nó hùng tiền nhau rồi lo bệnh viện cho tôi không. Đây là bác chính ở bên Thốt Nốt. Tôi nhập viện bên Long Xuyên một phát một ở trên thành phố, điện về ổng ở bên Thốt Nốt. Ông phải chạy qua Long Xuyên, ông phải bao cấp cứu rằng đưa tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy. Hết 4,7 triệu ổng mới trả tiền đó, mới đưa tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lên bệnh viện Chợ Rẫy, chị tám tôi chỉ bỏ ra 3 triệu bạc đóng tiền trên đó. Xong tôi về mới chuyển ngược vô mà bệnh viện gia đình. Anh thứ 10 tôi ăn mới là... kêu là cho tiền tôi để chích thuốc truyền nước à. Ông bỏ 3-4 triệu bạc lo tôi nằm trong bệnh viện. Trong mấy cái cuộc điện thoại là nói con á là bên anh em của chú là bỏ chú không lo. Thì cái đó là cuộc điện thoại của người ta điện cho Thanh Trúc. Với lại người ta nói là bên ngoại cho gì không nhận, thì điều đó là người ta nói chính xác ha. Người ta là chính miệng tôi không cho con tôi lấy. Tôi nói bằng sự thật. Còn về bên tôi không, anh em tôi con cháu là không bao giờ mà bỏ con. Bữa nay nè, chú có lời nào gửi đến cái người vợ của chú không? Có chứ. Chú gửi đến cái người vợ chú tên gì đó?
Thì bây giờ á, ba nói mẹ, mẹ mày nè là vợ tôi Tinh Nhung. Hồi nào giờ bên vợ ba chưa bao giờ phật lòng ai mà ba đều giúp đỡ một tay ba lo hết, cái gì cũng dựng năm hết. Mà bây giờ á, ba ngã bệnh đổ xuống, bên vợ chẳng ai hỏi thăm một tiếng khỏe hay là không, chẳng ai có hỏi thăm hay là một cuộc điện thoại, chưa bao giờ có. Còn riêng em á, em quá tàn nhẫn đi, em quá tàn nhẫn đi. Phải mà anh không bệnh đau, bỏ đi, bỏ anh đỡ đành. Anh đau bệnh, em bỏ cũng được. Anh chích bờ chích bụi cũng được. Dạ. Không nên bỏ con. Đúng rồi, đứa này nhỏ xíu luôn chú. Em nên suy nghĩ kỹ lại. Em sẽ gặp một ngày nào em sẽ gặp một cái cảnh mà thôi. Rồi con mai sau nó lớn lên nó oán hận mình là một cái. Cái thứ nhì nữa, em sẽ gặp người khác. Chồng mày đau ốm mày còn bỏ, con mày còn bỏ, nhà chi tao rồi người ta sẽ hành hạ em. Mà trong lúc anh là chồng là cha lo từ A tới Z, không thiếu một cái thứ gì. Mà anh ngã bệnh xuống em quá tàn nhẫn, em bỏ anh mà bỏ con người đi, em quá tàn nhẫn. Cấp đầu tiên thì chú lo cho đầy đủ đúng không? Đầy đủ không thiếu cái gì. Trong khi đó chú nói là chú lo bên vợ luôn đúng không? Luôn cả bên vợ. Chú ở đây nói là... nói từ tôi mà gặp vợ tôi, ở bên vợ tôi á, ông già vợ tôi ông đau ốm. Chú cho con hỏi nè, chú phải nói cho nó chính xác ha. Tại vì video này con quay lên tới nào bên vợ chú sẽ xem được. Cái gì có chú hãy chia có, sẻ lên. Có, tôi dạ. Nói bằng sự thật hết. Trong lúc hồi đó tôi gặp vợ tôi, ông già vợ tôi ông rất thương yêu tôi. Ông nói ông có hai thằng con rể, mà trong lúc ông nằm bệnh viện mà tôi còn thuê chị vợ tôi lên nó lo cho ông và vợ tôi nữa kìa. Ông nói á, thằng Thanh với thằng Minh á, thằng Minh nó không được rồi, thằng Thanh mà nó bỏ tao á là không ai lo được đâu. Thì trong bên vợ tôi chẳng có ai có 1.000 đồng nào mà để lo cho ông và vợ. Giật nó chú giàu ha. Không có giàu, tôi cũng nghèo khổ, tôi cũng đi làm, chạy xe ôm đi rồi tôi kiếm đồng này đồng kia tiền thôi. Tôi vừa lo cho vợ vừa lo con. Dạ, thì chú ơi, thì chú đã chia sẻ rồi, con gái nè, con chia sẻ lên cho mẹ con đi, để cho mẹ con biết. Hổng ngày con tìm cũng đã nhiều rồi, nhưng video mẹ con sẽ xem được đó, nhưng mà mẹ con không muốn dời. Con gửi một lời này cuối cho mẹ con đi. Mẹ xem được, con cứ nói mẹ quá rồi. Mẹ bỏ nghe, mẹ bỏ ba đi đâu chứ sao mẹ bỏ hai chị em con. Thằng Bo nó còn nhỏ mà, nó biết gì đâu. Giờ lỡ đêm hôm ba mất đi rồi ai lo cho hai chị em con. Rồi đêm hôm ba mất rồi con biết phải làm sao. Mẹ mày nghe lời người ta. Bây giờ nghe lời ai không biết, nhưng cậu, cái cậu nhóc ở đây chỉ mới 4 tuổi thôi. Trời ơi, nhỏ này dễ thương với bà luôn, tự nhiên bỏ bỏ. Không nghĩ tình nghĩa có gì chứ. Quá tức chứ. Tôi nói thiệt, nếu mà theo như con, theo như người khác quán hận, quán hận hận quá. Mà tôi mỗi vì con tấm lòng tha thứ hết. Con trai Bo, con tên Bo đúng không? Rồi mẹ con bỏ như vậy đi rồi ngủ bằng đêm, mấy đầu tiên con có nhớ mẹ không? Rồi con thương mẹ nhiều không? Mà tại sao mẹ bỏ con? Con có làm gì cho mẹ buồn không? Không hả? Con có làm cho mẹ buồn không? Không. Con bây giờ con nhìn lên đây, con kêu mẹ con đi, cho mẹ con về, con kêu là mẹ con về đó. Kêu đi. Mẹ ơi, mẹ về đi. Con nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ không? Chú hỏi con nhớ mẹ con không á? Con nhớ mẹ nhiều không? Có. Dạ thì cả nhà Thanh Trúc thì cũng chia sẻ một cái đoạn video này lên của chú này à, chia sẻ ha. Thì thứ hai nữa thì có gửi một cái phần riêng nè của cô Thảo để cho hai cha con là 500.000 ha, để mua cái gì ăn ha con gái. Dạ, con cảm ơn. Của cô Thảo ở Hoàng Lai để cho con
gái á, 500 là mấy cho con của gì tiền á, cả nhà thấy cái nhà rất là nhà cao cửa rộng, chú ở đây á, chú bán không còn cái gì luôn, cả đồ gia dụng chú đều bán hết. Nói chung là một cái người vợ đi rồi thì chú bệnh là chú không làm được, thì cứ bán thôi, thì không có cái gì mà còn. Thì chú chia sẻ nói á, còn sức khỏe và còn mạnh mẽ thì người vợ và thương yêu chú, nhưng chú bệnh rồi, đổ bệnh rồi thì người vợ bỏ ra đi và vứt áo ra đi, không có lo cho một cái người chồng. Thì ở đây là chú nói nha, tội nhất là cái khẩu con trai này nha cả nhà. Lúc mà vợ tôi còn ở đây là tôi đổ bệnh, yeah. Xe tay ga là 2-3 chiếc. Nó nói đồ trong nhà này, tủ cái gì cũng là hai hết, yeah. Máy lạnh cái gì cũng có hết, đều bán hết. Nước nóng, yeah, nước lạnh gì có đều bán. Dạ thì chú ơi, dạ thì Thanh Trúc cũng hẹn cô chú anh chị một cái video tiếp theo ạ. Dạ Thanh Trúc xin chào cả nhà.